ơi, xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Cặp Đôi Cặp Đi mùa thứ hai, cuộc chiến mỹ vị. Không nhớ bài gì. Trời đất ơi. Nhớ không? Anh Lanh dặn sao? Nhìn vô. Đó, thì đó, nhìn vô camera chính liền. Nhìn đi camera chính. Rồi, chương trình được phát sóng độc quyền trên kênh VLive vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần. À, mình biết là dạo này mạng nó hơi chập chờn, hơi lắc á, nhưng mà các bạn cũng ráng coi ủng hộ chương trình, nó nhảy ra nhảy vô nó cũng thú vị lắm. Còn không thì ngồi yên bấm cái F5 nhiều để cho nó tăng lên. Đúng rồi, nghe giọng không thấy hình cũng được đó mà. Rồi về nhà mình cày view lại sao nha. Rồi, mọi thứ từ đóng góp ý kiến các bạn hãy gửi qua email cặp đôi cặp đi @vlive.com hoặc là qua kênh fanship mini game mỗi tuần dành cho khán giả trên kênh fanship. Đó chính là lấy những hình ảnh thấy gớm của tụi tôi đăng lên với nội dung thật là sắc sảo nhất là sẽ được quà. Trời đất ơi, có những tấm hình thấy ghê. Đây là ba bạn mà vừa rồi đã gửi những tấm hình thấy ghê và sắc sảo nhất. Bạn Hồ Ngọc Ánh. Bạn Duyên Corona. Cái gì vậy? Ông trời. Cái gì vậy Duyên? Tên Duyên mà hối Duyên gì hết vậy Duyên? Bây giờ người ta sợ cái con đó lắm nha Duyên. Có bạn tên là Bơ của Cha En. Cha En. Ok. Tên ngộ quá ha. Tên hay chứ. Duyên Corona. Đây, hiện tại. Hiện tại mình vẫn coi được. Ở đây mình vẫn coi được mà hơi giật giật ha. Nó hơi giật giật, còn mấy bạn không. Ở đây coi được như bạn nào mà thiệt luôn. Xài Viettel như những căn chung cư nhà mình chẳng hạn. Tới giờ này là chỉ cần mở liên minh gì lên thôi là chạy không nổi luôn. Bắn thử co-op đu tì đi, vừa nhảy dù xuống chết liền. Đâu loát được. Đó, cho nên các bạn ráng đi các bạn, không sao đâu. Giờ mình cứ bắn tim ha. Hiện tại chúng ta có 2 triệu 9 gần 3 triệu tim nha mọi người. Mấy bạn nói là nay tóc anh Khánh xịn ghê. Có gì đâu mà xịn, có keo gì đâu mà không? Keo không? Keo với lại sáp thôi. Keo, sáp thôi, không có gì xịn. Nó tóc thì mi nhuộm rồi. Gia đình chúng tôi là có một cái dây chuyền công nghệ nội bộ là tiền không ra ngoài được, chỉ có vòng vòng trong nhà thôi. Đúng rồi, nó chỉ chạy vô rồi nó vòng vòng ở trong đó rồi nó chết ở trong thôi. Ngu hả? Rồi. Chỉ là mình xài đó. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu khách mời nè. Khách mời ngày hôm nay tên rất là hay. Phá phim Việt Nam phát hành. Bộ phim Cặp Đôi Mỹ Vị. Ủa không phải lộn. Thấy chưa? Tổ chát. Lại nè. Mày chọc hoài mà. Phá phim Việt Nam phát hành với bộ phim Cuộc Chiến Mỹ Vị. Khách mời Trần Bình Đức Ứng. Đức Ứng. Mời các bạn vô. Xin mời khách mời. Ngày hôm nay đó bạn là Đức Ứng và bạn Trần Bình. Nghe tên của như Trung Quốc. Chào hai bạn. Dạ, hay dạ, quá. Dạ, ơi, chị quá. Hello. Mặt thì như Hồng Kông, lộn tên như Hồng Kông, mặt như Hàn Quốc vậy đó. Quá hay. Ủa sao có vẻ là khuôn mặt ướt ao quá vậy? Đâu có đâu, mình nhìn năng lượng trẻ rồi mình cảm thấy mình dồi dào sức sống lại thôi chứ có gì đâu. Thiệt luôn, mới có hai mấy tuổi mà ông nói chuyện như ông già lắm vậy. Ông tên này cũng lớn rồi. Bộ. Nhiều anh nhiêu? 27. 27 à. Ừ. Làm gì bằng em? Được. tụi em biết con bao nhiêu tuổi không? Em nghĩ là chắc khoảng em 2 là... Nhìn mặt đi Nhìn mặt đoán là chắc cũng tầm 18-19 thì đúng không? Nếu cái mặt này là cỡ tầm 18-19 đúng rồi. Thấy chưa? Cái mặt thì tầm 18-19 thôi. Đâu, tụi nhỏ nó nói cho mình vui đó. Nhưng còn cái tâm hồn là thuộc giờ cỡ bà ngoại anh luôn rồi đó. Vui già lắm rồi đó. Rồi bây giờ cho hai bạn tự giới thiệu là tên tuổi, ngày tháng năm sinh nha. Ở đâu có người yêu chưa? Dạ. Xin tự giới thiệu, mình là Bình, mình là Đức, còn bạn này là Bình. Hả? Chương trình ngày hôm nay thấy có gì lạ lạ rồi đó. lại. Cho em xin phép cho em lại đi. Bị đa nhân cách nè. Xin tự giới thiệu, mình là Đức, còn bạn này là Bình. Xin tự giới thiệu, mình là Bình, đây là Đức. Ở đâu có Bình? Ở đâu có Đức? Ở đâu có Đức? Ở đâu có Bình? Hey yo, chúng mình là Diverse. Ây da, hãy mình là thử đi. Giới thiệu với các bạn, mình là My, đi là Khánh. Mình là Khánh hay là My? Ở đâu có My, ở đâu có Khánh. Ở đâu có Khánh là ở đó không có My. Múc miệng. Phèo quá, phèo quá. Thôi xin lỗi. Cười muốn chết luôn rồi. Cảm ơn em. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cặp đôi là Bình Đức. Hoặc có gọi là Đức Bình. Đức Bình. Đúng rồi ạ. Đức Bình không còn Bình dài nữa đó. Đức Bình. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ có Vicon nha các bạn. Dạ. Các bạn khách mời này rất là dễ thương. Vicon chính là tiền để mua các nguyên liệu và vũ khí ở trong mùa hai này. Nó giáp giáp chương trình mới là sao? Nó giáp giáp. Đội hot phải cố gắng chiến thắng mỗi tập để được thêm Vicon vào tập kế tiếp. Đâu vì mình nói không giáp coi. Nếu đội hot thua sẽ bị phạt và bị trừ.
một ít đi con so với đội khách mời. Là có nghĩa là nếu như tập trước mà đội chị thua là tuần này đội chị là sẽ bị ít vi con hơn đội đúng em. Rồi tuần này là đội chị ít vi con hơn đội em, và tuần trước tụi em coi là tụi chị thua. À, có coi luôn hay em coi rồi hả? Phải phải nghiên cứu, phải phải nghiên cứu sao? Bởi vì hồi nãy Khánh nói ngày hôm nay khách mời hiền dễ thương lắm, em đối xử với hai bạn tốt lên mới ok. Như bạn tuần trước các bạn cái tên gì em quên rồi. Em lên lấy rồi. Ricky Star dễ thương lắm, không biết thằng bé còn nhớ em không? Thằng bé thiệt là dễ thương. Rồi. Ủa có 400 gì vậy? Thì tuần trước thua hai đứa nhỏ rồi phải chịu và thôi. Và lát hồi xong mua cái kia, lát hồi nó chơi trên đầu trên cổ mình đó. Có đâu, hai đứa này nó hiền lắm. Hai đứa nhỏ nhìn mặt là thấy phúc hậu rồi. Đúng rồi, nhìn thấy dễ thương rồi, thấy tiền là quên hết rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng mà chúng ta còn một cái game để nhận thêm Vicon nữa. Dạ. Chúng ta có một cái game mini đúng không? Đây, chơi liền. Game mini là... Vicon. Đâu? Hai đội sẽ cử một đại diện bịt mắt và nếm các loại rau củ sấy được chuẩn bị trước và đọc tên chính xác loại hạt mình vừa ăn. Ủa rau củ sấy đâu qua đọc tên loại hạt mình vừa ăn. Sao sao? Sao ta? Đấy anh đàng hoàng lắm, anh thấy chữ gì là anh nói chữ đây, đó. Đây. Để cái phần này tôi sẽ đọc lại. Biên kịch Tư Nghiêm Hạnh Tiên. Đó là hai cái người đó đó. Hai cái người đó biên kịch đó mọi người à. Tư Nghiêm Hạnh Tiên. Trái cây sấy và nếm và đọc chính xác các loại hạt vừa ăn nghe chưa? Hay quá, thì chương trình hôm nay thì rồi, bây giờ Thắng sẽ giành được thêm 50 Vicon. Vậy hai bạn muốn thích chơi trước hay chơi sau? Hai muốn thích bánh tu xì kìa. Chơi sau đi. Chơi sau đi chứ. Sao à? Chị cho chọn mà. Thì mình công bằng á. Ừ công bằng đó, vậy này đây nè. 1 2 3. Rồi Thắng chơi trước. Đó, thấy không? Thấy không? Ok, sao cả. Không sao. Hay lắm, hay. Nửa nay đã quay lưng ra đi. Không ăn đi, không ăn đâu. Em đã đi không tôi sợ. Biết đi đâu à? Không. Ở tại nhà tôi cũng nhiều trái cây sấy. Khoan. Ở đây bạn nào hay ăn rau củ sấy nhất? Em. À em không ăn ạ. Rồi. Tại nhà em là bán nhiều. Nhưng mà em bán nhiều nhưng không ăn cho các bạn không bao giờ ăn. Thì hay. Cầm cái này. Hai đứa này nó chơi trò này tới chiều. Ok. Chiều mai á mới xong á. Rồi. Bây giờ là rau củ sấy có giống có cái muỗng, có cái muỗng. Trời ơi, cái muỗng nè, như hình cái mông đít vậy trời. Trái tim. Em nói thiệt chuyện nha. Đàng hoàng đi. Trái tim với lại mông đít nó cũng xem hình giống nhau. Nhưng mà mình có thể nói trái tim cho dễ thương được không? Không, tại vì làm cái này em nhớ tới một người anh em ở Gia Quan ngày xưa á. Ở Gia Quan em có một người anh tên là anh Bảo. Có cái cầm trẻ hay kêu là anh này có cái mông đít trên cái mặt. Cái cầm trẻ đó. Ở đây có ai cầm trẻ không mọi người? À vậy thì tốt. Rồi bây giờ chị sẽ cho em thử. Yêu vậy thôi cái này. Yêu vậy thôi cái này cho ăn cuối đi, cái đó ghê lắm. Em muốn hửi không? Hửi trước xong ăn phải không? Thử đi. Hửi xong đố biết luôn. Khi mà bịt mắt lại rồi cái giác quan khác của mình nó kỳ lắm, nó ngu lắm. Đúng rồi. Em ăn đậu xanh cũng như đậu đỏ à. Rồi bây giờ chị cho em ăn. Loại hạt hay là loại rau vậy chị? Cái này là trái cây. Trái cây rau củ. Rồi ăn nè. Ăn cái đít. Ăn cái mông đít một miếng. Rồi thằng bé không biết là cái hạt gì luôn. Biết gì không? Ô mai à? Không. Cái gì? Đoán đúng nha. Đoán đúng đi, cô ăn xong ăn lại không? À em ăn một miếng nữa. Hội nữa nên là ít đào à. Không, sai rồi. Một lần cuối. Vậy cũng khó cho bạn. 3 2 Nhớ đi, nhớ. 1 Rồi. Sao ăn giống vị ô mai mà không biết vị gì? Rồi, hết giờ. Cái này đi cho nó ngọt lại, cho nó bùi lại. Từ từ, không biết không nói được. Cái này ngon nha. Cái này ngon nè. Chưa, đưa cho hửi mà. Bé đang hửi à. Múc nhiều nhiều đi, cái này ngon nè. Thôi ăn ít thôi để nó không có bị lộn cái vị. Mình bây giờ cái này ông hay ăn. Hửi ba rồi, bây giờ hay ăn. Bây giờ mình ăn cái này Đức hay bị táo bón đó chị, xong Đức ăn. Ngon đúng không? Ngon đúng không? Biết không? Thêm miếng không cho nó đầy cái miệng để quen lắm. Miếng này kìa, quen lại. Không được giải thích đứng em đi. Miếng này kìa. Miếng nữa nha. Ăn miếng nữa đi. Cho ăn hết hộp. Miếng nữa là biết. Trời ơi, cái này. Lấy cái muỗng cũng khó nữa. Quen ăn hoài luôn á. Cái này đúng rồi, liếm. Bây giờ ăn hết cái hộp này thằng bé nó cũng không đoán ra được. Nó bị lỡ cái vị trước rồi. Hai món nó không đoán được nữa thôi á. Cái này có sai gì? 5 4 3 Đậu phụ. 2 à, quên lại hạt đúng không? 1 Trong củ quả. Rau củ quả. Rồi, hết giờ. Cho em biết tên cái đấy là gì?
Cái em vừa ăn là nó ngon lắm á. Khoai lang nướng. Khoai lang vàng. Khoai lang vàng. Còn cái đầu tiên là ổi. Cái đầu tiên là ổi. Rồi, cái này. Đi đi. Tiếp nào, ăn luôn đi, khỏi hửi đi. Hửi cũng về được đâu. Cái này hơi khó. Ừ, hửi cũng đâu biết gì đâu. Ừ. Cái này hơi khó. Cái này mới dễ á. Sao em muốn em không? Chưa nốt cái cũ. Hai chưa nốt cái cũ, ăn cái mới rồi. Là bây giờ nó dính cái anh sẽ cắt. Nho. Không phải nho, sai rồi. Không phải nho đâu. Cái này là cái này là chuối. Không, không đúng luôn. Không, không phải. Đúng luôn. Cái này khó. Cái này mà sánh. Cái này là cái này khó thật. Mãng cầu. Rồi, cái này nha. Đúng rồi. Cái này dễ lắm, cái này rất là dễ luôn. Cái này cái này dễ thật. Cái này dễ lắm luôn. Người biết luôn á. Ngửi là biết mùi luôn á. Nho. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Cái. Thế là được, em được thêm mấy trăm điểm mà chị? 500. Không, phải thi với đội chị nữa. Trời, em ham tiền quá em mới ăn được chúng con cá mới hỏi nhiều tiền. Thiệt luôn á. Ủa ai kêu tôi đối xử nhẹ nhàng với các em rồi bây giờ? Cứ đối xử nhẹ nhàng với các em đi. Bốc hồng các em như vậy. Còn là chị? Còn một cái nữa. Cái này cũng ngon. Không, cái này không gửi được đâu. Không, cái này cũng ngon. Này cái cuối nè. Cái cuối mới cháy nè. Tôi không tin được cái này mà để đi sấy được. Cái này sấy người ta ăn mà. Ai mà ăn? Thật á. Có người ăn hả? Cái này chứ đâu phải kit đâu mà. Rồi bán có đắt không? Không đúng không? Ra. Không ra. Đâu em? Sủa. Đào à? Không. Không, sai rồi. Không đúng, cái này là chanh dây. Chanh dây. Ôi, em không biết là đúng rồi. Rồi, tiếp. Cái này. Ôi, mình đang còn nữa, cho em nuốt. Còn cái cuối cùng. Rồi. Em xúc miệng không? Lấy nước rửa tay xúc miệng. Ăn đi không được nhả ra. Nhả ra làm cún. Đây anh có cái chén để nhả nha. Thôi em đỡ nuốt rồi. Cái gì? Trời cái gì, dễ cái thương gì, cái gì? Biết không? Cái này em nuốt biết, luôn. Cái này biết này. Ui ghê lắm đúng không? Cái gì? Ghê lắm là nó đó. Em nói đi. Đúng. Mướp đắng. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Này. Hay quá. Tốt. Cái này mà cho Khánh ăn mít mít xịn nè. Một cái thôi là gãy đi. Ủa sao kỳ vậy? Hết rồi. Ôi, xong rồi. Tế đội mình là em ăn chứ anh không ăn mấy này. Không, cái này khác, mỗi đội mỗi khác mà. Đâu, mỗi đội mỗi khác, đúng rồi. Anh ăn đi, hai đứa mình. Từ trước tao làm. Hai đứa mình thử xem. Nhanh lên. Từ trước tao làm rồi. Tuần này mày làm tiếp. Một. Dốc. 1 2 3. 1 2 3. Đó, thắng thì bạn này thắng cũng phải làm, anh thắng cũng phải làm. Để đó, chị gia đình anh lo được. Em chỉ cần lấy cái gì giùm anh thôi là được. Khoan, trước khi chơi tối nay về chịu chơi bắn súng đi em làm. Tuyển quá hay chơi game không? Có. Tuyển quá bắn súng không? Có. Em có biết là hồi chiều nay anh có một cái trip nó rất là khốn nạn em à. Nhảy ở giữa tâm địch, tâm dịch, 7 thằng. 7 thằng nó nhảy dù chúng một chỗ. Anh với My vô đúng một căn nhà, tại vì chỉ có đúng một căn nhà đó thôi. Có đúng 2 cây súng. Nó lấy hết. Em chia mà. Mà anh là cái người bắn được, nó không biết bắn. My ơi, địch ở ngoài rồi, thảy cho anh cây súng My. Em có biết không? Nó là một cây súng xịn và một cây súng lục, dởm mới là dởm. Nó không biết bắn, nó giữ cây súng xịn, nó thảy cho anh cây súng lục. Cái anh chạy ra anh bắn đùng đùng đùng, anh bắn hoài đâu trúng ai đâu, chứ anh chết. Anh tức quá anh đập máy, anh tắt máy, anh đi chuẩn bị anh đi làm luôn. Giờ cơ hội anh trả thù đó anh. Đây. Thì đó bây giờ. Tới rồi nè em. Tối nay chơi cho lại cơ hội làm lại cuộc đời đi rồi. Mày khốn nạn quá sao chơi với mày được. Tối nay hứa chơi súng xịn, em cầm súng lục cho. Rồi. Rồi rồi nha. Có chương trình làm chứng nha. Chương trình làm chứng chứ không phải cha mẹ ta làm chứng đâu. Ừ. À dạ 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 dạ. Ồ, oh, cái này giống cái mông đít luôn. Cái này ngon hơn. Chị chuẩn bị cái mông đít rồi chị ơi. Ok. Rồi, miếng đầu tiên nha. Miếng đầu tiên dành tặng cho anh. Dạ. Ăn đi. Khoan. Tại sao liếm khoai lang có vị chua chua? Cạch vô sấy hả? Sai rồi chị. Quyết định đi. Cho chị một lần. Cái gì? Miếng đi. Ủa cái đó cái nào? Đây cái đạn này. Anh làm cái gì vậy? Mày xin miếng nữa là ăn đập nha, tại vì hết rồi đó. Nó chua ấy vậy? Chua tại nó hết hạn. Nó hư á chị, nó bị hư á, để lâu rồi á. Để em nghe cái mùi đã. Bây giờ là còn đúng một miếng vụn chút xíu nè, ăn không? Mè sấy hả? Không, sai rồi. Chốt đi. Xoài. Sao tỉ cái mò bộ con này. Ờ đúng rồi đó, thơm. Chơi thử mới biết là nó khó. Ok vậy. Thơm
con kỳ vậy con? Cái này dễ. Cái này khó em. Học tại vì vô miệng á là bắt một cái vị á nó bị lộn tùm lum tùm la hết trơn à. Đúng rồi, nãy em ăn cả đầu. Khoai mỡ ha. Cả đầu trong mồm luôn ấy. Nhưng mà ăn nhiều thì biết. Khoai mỡ nhiều sao sấy má? Nó mềm xèo à, sao mà sấy được khoai mỡ? Khoai mỡ sấy được không? Khoai mỡ được. Không biết ạ. Khoai mỡ là khoai gì? Không biết. Khoai lang sấy à? Đúng rồi, nó khoai môn. Rồi, hai cái. Gì? Đó bắt đầu nó lộn. Mít. Rồi, hay quá hay. Tiếp. Xong rồi đó, tụi em có thèm ăn món nào thì cứ lấy. Dạ. Thôi nha, cái gì vậy? Cái gì? Ngọt quá vậy? Ngọt hả? Kiwi hả? Ngọt không? Trái này nó ngon lắm. Đường hoa học đó. Ăn đi. Ngại ngọt quá à. Ngọt không? Ngọt. 70% đường là nó còn. Ăn đi. Nuốt vô. Thôi. Nuốt. Nuốt. Ghê quá. Nuốt. Dạ. Cái này có cái chén nè, có chén nè. Có chén nè. Cái này em nghĩ là cái gì? Em không có nhiều loại trái cây ngọt lắm mi. Dâu hả? Nó ngọt đậm như vậy làm sao mà là dâu được? Có nhiều trái ngọt đậm lắm sao không biết được? Gọi dâu không ngọt đậm thua không? Thua. Rồi thua đi. Ủa sao mà nó ít ra mà má có mấy loại vậy mà? Chứ còn cái này. Bên này thua rồi. Bên này còn một ly nhưng mà chắc là thua rồi đấy. Mình chưa được quy coi rồi. Chắc ăn luôn. Mong vậy. Ăn luôn. Sao biết được? Mi này không biết gì hết. Chuối hả? Một cái. Ôi, con xong rồi. Thôi em cũng đâu nhìn nó biết mẹ vậy đâu. Mẹ nhắm mắt ăn. Thắng rồi thắng. Khoai lang. Ừ, đúng rồi đó. Cà rốt. Em nói thiệt phải luôn. Vậy với con này nó mới lẹ chứ không nó nhai nhai hoài mệt. Không ai biết được cà rốt tại nó khô y xì khoai lang luôn. Hồi nãy em ăn cái kia là gì á? Cái gì vàng chua chua vậy mà em nhả? Xoài. Thơm nhau á. Xoài chứ quá, thơm nó ngọt với em à. Rồi hãy công bố đội thắng cuộc đi nào. Yeah. Hòa vậy đúng là hả? Mỗi đội sẽ được 50. Đúng rồi. Hòa hả? Xì với nhau à. Thắng. Vậy nè. Một. Kiếm thêm 50 đó. Để mua sữa rau nành. Ba lần gì? Không, một lần thôi. 50 đội em. Thế là mình thua à? Mình thua. Cái gì cũng vậy. Cuộc sống mà phải nhanh gọn lẹ đúng không? Thua rồi. Đúng rồi. Không phải chương trình có giới hạn thời gian. Nhưng mà là... chị My nè. Anh Giang nghe hồi nãy nha, em thắng là em đi làm trước. Bây giờ em thua là chị lấy trước. Thì đúng, rồi. Đúng rồi. Nhưng mà đó, giải thích dạ, giải thích cho em đây. Đi em nó thắc mắc kìa thấy không? Giải thích cho em, đây là chương trình của chị. Luật chơi là chị đề ra. Đúng rồi. Nè. Đúng không? Bắn súng không thể nào có 3 mạng được, đứa chỉ có 1 mạng thôi chết là hết. Người khác sẽ lấy phần thưởng của bạn. Thôi kệ không sao. Không sao, bọn em còn 500 coi. Chúng tôi có không phải em cho chị My đi tại vì bên em có 450 à, dạ, bên kia okay, tới 500 lần. Cổ chị My sao đỏ vậy hả? Trời ơi, nói chuyện nhiều quá, cổ đỏ đó mọi người chị... Sao đâu em trời phạt chị My á. Ôi, tự nhiên em đứng vô nhìn em chút chiếu vậy hả? Thiệt luôn á. Sao ai cũng cao vậy? Kỳ vậy? Cao to, đẹp trai. Trời ơi, anh Bình ơi, xinh dai quá. Bình ơi, về nhà em thương. Ôi. Đi về đi kìa. Ôi, chết rồi. Có bạn nói trời đất cơi là gì? Trời cất cơi. Trời đất cơi. Cổ chị đỏ là chắc nãy quào quào chúng cái gì á. Bình cao dễ sợ luôn, ai cũng cao. Có một mình tôi là nhỏ thôi. Mấy bạn kêu là vui vẻ không quào. My không hề ăn hiếp khách mời nha mọi người. My chỉ cứng rắn thôi. Thương cho roi thực cho thật đơn bò. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bạc bạc với nhau. Thật đơn ngày hôm nay hả? Đây. Mình lấy cái kia nha. Đây thật đơn ngày hôm nay 500 à... Đây nè. Thực đơn ngày hôm nay chúng ta có hai chén nè. Cái này là me. Rồi cái này. Cái này là trứng các bạn. Trứng muối. Đức thích cái nào? Đức ăn trứng. Trứng, Đức ứng và trứng. Đức ứng thích ăn trứng. Bình thường ấy chị, Đức hay giới thiệu ông nhóm là xin chào các bạn, mình là Đức ứng ăn trứng. Đấy. Các bạn mình là Khải My ăn me. Xàm. Trứng lộn là mình chọn cái này đi. Không, trứng lộn. Cái này đi. Cái này hả?
Thôi không phải chứng lộn đâu, giờ nó đâu phải muốn chọn là được đâu. Thôi trong mùa corona này hửi xác thì lấy cái đó đi. Ủa hửi xác quá rồi, cái gì mà hửi để mặc xác thôi, lấy cái đó đi. Rồi thực đơn ngày hôm nay nè. Tôm là một loại hải sản quen thuộc với mọi người và cũng chính là nguyên liệu chính của thực đơn ngày hôm nay. Các bạn sẽ cùng đến với hai món tôm kiểu mới: tôm chiên sốt trứng muối và tôm sốt me chua ngọt. Ôi vậy làm được. Vậy làm mình làm bằng tôm hùm hả mọi người? Tôm hùm. Vậy là chắc là chương trình tài trợ cho mình tiền để mình mua tôm hùm. Đúng rồi, mình giải cứu mà. Trời ơi, chương trình thiệt luôn á. Thiệt lanh lắm. Không biết. Dung lượng tốc độ cao 3G của quý vị sắp hết rồi nha quý vị ơi. Quý vị nào đang cho mượn điện thoại để tụi em đọc comment thì mọi người ơi. Dạ. Hết 3G rồi. Có bạn kêu là Đức Trứng. Đức Trứng ơi. Đức Trứng. Có bạn kêu là Đức nay hiền quá. À vậy thường ngày không có hiền à? Đúng rồi, thì em ngày bình thường á nên rất là kiểu nói nhiều với cả tàm với cả ca nó cực. Vậy tại sao hôm nay em là một cái người sống không đúng cá tính, em thấy chị không? Sống ở ngoài sao là lên chương trình phải như vậy? Em sợ cái gì mà em giấu giếm? Không, em không giấu giếm gì cả, bình thường em cũng nói ít vậy thôi. Chờ đúng rồi. Đúng rồi đó, tí nữa chị sẽ lấy. Chị biết rồi, chị mà ghét đứa nào tí xíu thì cho lên sóng nhiều lắm. Rồi hết 4G luôn. Mọi người ơi sẽ bị trừ tiền trực tiếp trong tài khoản đó. Trời ơi. Tại vì mình cũng có đăng ký cái gói này mình biết. 10.000 một ngày. Mấy bạn kêu là bạn Bình để quả đầu giang hồ quá. Thôi. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đi chợ để mua nguyên liệu nha các bạn. Bây giờ mình đi chợ luôn đúng không? Ok. Em thích đi chợ. Đây. Giỏ đây của hai bạn đây. Dạ. Các bạn. Chúng ta đi chợ thôi. Dạ. Bây giờ đi chợ nha mọi người. Trời ơi, trứng muối không biết sao nữa. Trứng muối không. Cần mỡ. Trứng muối cần mỡ. Gì? Trứng bắp muối. Cần bơ. Cái gì? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Không, hôm nay mình làm cần muối. Mày cái câu đó nguyên. Lên dạy chị My kìa, anh không có biết cái vụ này đâu. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Trời nè, coi chị nè. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Hết gen là phải như vậy, hiểu không? Hai đứa em mà nó không có cản đường là nãy giờ ăn cái đạp của tôi rồi. Để anh bây giờ mình mua cái gì ấy? Bây giờ anh sẽ mua thuốc. Mình làm phải để em nó hết câu. Cái câu đó hết gen đó. Thì mình mua thêm. Không cần cơ. Mua tôm cái đã, mua cái tôm. Tôm ở đâu ta? Ghét ba cái đó. Ủa thí dụ mà đàn ông uống bao thuốc bổ này được không ta? Bổ lắm. Bổ thai á. Ê tôm bên kia, tôm bên kia. Đây. Đó. Không, bây giờ mình không cần lo cho hai cậu này nữa. Tại hai cậu này có vẻ là nghiên cứu nhiều lắm rồi. Cái ông câu mà biết hết luôn. Nên là nghiên cứu gì mà là mình không cần lo cho hai cậu này đâu. Mình tự lo cho bản thân mình. Trứng muối là mình có rồi nè. Bây giờ cái điều thứ hai là mình ba con ấy. Hành lá hả? Mình cắt chết rồi. Có hành lá luôn rồi. Có hành lá luôn rồi, ơi muối gì đó. Ôi vậy mua tôm thôi anh, để tiền mua bánh ăn. Khoan, mình cắt đôi ra. Nếu mà làm cái đó thì mình không có cần hành cái gì. Không cần hành phi nữa, bỏ ra đi mua 10 mua 3 hộp rồi. Bỏ phi lại cái lên. Ý là cho bên đội bên kia mình phải chia sẻ đúng không? Mình chia cho đội bệnh. Tôi xin hứa với mọi người đây là hộp thứ 3 rồi. Ta tính ăn hành phi mày vô duyên quá. Cầm tiền xuống. Ăn cái gì? Có tiền. Đừng có hành đi. Không, bây giờ là mua bánh. Bé gì mà bé? Ăn của hả? Bây giờ nó nhiều đau à. À không, không mà. Trứng muối mà ăn với cái gì, tự nhiên cái bánh mì trứng muối không sao giống ăn chay quá vậy? Thì cái tôm trứng muối. Rượu tôm vậy. Cái đấy bao nhiêu vậy? Tôm muối. Cái gì? Rồi không biết tí nó tính tiền sao chứ. Đường chắc ngọt lắm. Tôm quá nhiều mọi người. Đi mua lấy tôm đi. Có lấy rượu này. Mua lên cái gì ăn được không? Xà me bằng rượu. Tôm gì kỳ vậy? Xà me bằng rượu được. Xong rồi tiện còn dư á cho ban giám khảo uống. Cái là gì vậy? Ui dồi ôi, mấy trăm nghìn rồi. Cái sandwich là gì? Sandwich cá hả? Ôi, giỡn á. Muối này bỏ vô được ăn cái này được không anh? Quy ra tiền mặt được không? Em muốn mua chai rượu kia. Bỏ vô tôm ăn được không? Anh, sao chung ngon lắm nè. Cái này là bao nhiêu coin vậy? Không biết. À, ví coin, tính tiền ngoài kia. Cá gì nè? Làm gì?
500 ở vô xào chung ăn nghiêm nó là ăn được, ăn cái tâm chứ muối được. Sandwich mà. Chết rồi. Một ít hành lá đâu nhở? Cá viên. Cá viên hả? Anh chị mua tôm chưa? Chưa, em mua cho em chưa? Chết rồi. Còn ba con. Gì giỡn hoài? Ơ? Giỡn hoài chú. Giỡn hoài. Ê, mua cái gì? Mua đồ. Cái gì? Cô ơi, còn cơm không cô? Ờ, hành lá. Thôi mình mua rau ngò đi. Hả? Ờ, rau gì? Đi qua đây. Dạ. Cái rau mà. Mua cái này à. Ngồi. Đi qua đây. Cái gì vậy trời? Mua đây, rau mùi, gọi là rau mùi, ngò ri, đúng rồi, đây. Nhưng mà trong đây nó ghi là có hành lá, hiểu không? Mua thêm sao? Tôm này sao sao chung muối được? Mua ít thôi. Phải đấm làm gì ba? Sao? Ăn. Sao được? Mọi sao người đâu? Ơi! Sao vô là chương trình hôm nay chơi tụi em rồi. Hết tôm rồi, bây giờ tụi em chỉ có tôm này thôi. Tôm này sao có chưng muối được trời? Cái muối gì vậy trời? Ớt không? Ớt vị tàu xì. Bỏ tiêu chắc ngon hơn. Thảo hả? Muối hả? Mua quả. Muối hả ta? Ok, hiểu rồi. Em ớt gì nữa? Dọc quả trái. Ba trái à? Theo như anh thấy là tụi em có rất nhiều kinh nghiệm thì tụi em đã lựa cho mình một cái món gì ăn riêng chưa? Em được mua riêng hả anh? Mình có tiền mà. Đúng rồi. Mi à? Ok. Thể hiện tài năng đi em. Hãy lựa mua đồ ăn đi. Không có tôm em buồn quá. Ôi mình kêu mua nhiều không kìa. Đây. Chương trình đã khuyến nghị chúng tôi có tôm này, có tôm này sao sốt chút muối được anh. Mua hai chai táo nhá. Mua đi. Hai chai táo nhá. Hai chai táo. Thôi mua hết tiền á. Không biết cắt nhưng mà tôi sẽ cắt đi. Không ai, thời xưa. Đây, mua nước, đúng rồi, mua nước. Mua bia nhậu đi mọi người. Em cũng nghĩ vậy đó. Đang mùa dịch sợ quá, làm corona cho đỡ sợ. Em không dám uống bia chị ạ. Nước ép trái cây. Mua này nhá. Hả? Mua hai chai này đi. Mua gì ta? Không thích. Đang có thuốc. Mua. Cái gì? À, em quyết định rồi. Em sẽ mua một chai nước gạo. Mua gì? Hay quá vậy. Có lấy nha anh, có lấy nè không? Gạo à. Em lấy luôn. Chai nước gạo. Lấy luôn. Rồi, bật xong. Trước. Được không? Được rồi đó. Bây giờ mua cái gì nấu thêm này, đây cái này. Tôm hả? Nhưng mà tôm này tôm giết nghiêm chạy nè. Tôm sú. Tôm này ăn. Tôm sú đắt tiền. Ăn không ta? Tôm này nó đắt hơn không anh? Nó bị. Ôi trời. Trời ơi. Thôi trời ơi. Ta chưa cầm lên thôi là tự nhiên cái lạnh người luôn vậy đó. Nhìn chưa? Price. Một hộ tôm 500 ngàn. 500 ngàn. Sắp hết giờ rồi ạ. Oh my god, mua thêm đi. Mua thêm đi. Mua đi. Coi đi mua được cái gì mua chứ trời. Tôi đi mua biết mua gì đâu. Không biết thôi, là 500 bitcoin là mua được bao nhiêu tiền. Mình bim ăn. Tính tiền đi. Ủa mấy cái này mắc quá. Sẽ tính tiền. Mua nước uống đi. Mua heo. Nước á. Dứa xay dẻo. Mua ba cái này cho ba cho giảm khẩu nè. Hôm nay không có gì cho mình ăn giặt hết hen. Đút lót à? Đút lót sao? Đút lót đồ ăn thì được mua. Đút lót mình đút lót cần kem đánh răng tự nhiên. Đồ ăn được rồi, mình còn phải nấu thì mình mua mình uống. Đủ. Xong. Quá à? Hai cái cậu nước bé. Không có sữa uống. À đây là lầu. Thôi, thích cái uống cái này. Dán cần bê. Cất. Rồi là mua được mấy cái này. Thì ở trên có đủ gia vị rồi. Bình, cái này mát hơn, cái này mát hơn. Rồi. Ok, nhanh. Chúng tôi đã mua xong rồi. Là sao? Lấy hai chai. Lấy hai chai mà. Lý do hôm nay tôi đi chậm là tại hôm qua tôi tập tạ đó, vì cái đùi tôi nhức quá. Thôi đi. Go. Nhức cái đùi quá. Theo kinh nghiệm thì tôi chỉ hứng nước trước thôi. Nhưng mà có đủ thôi để nấu không? Đây. Chưa nấu. Hả? Thưa mọi người. Nấu không? Đủ chưa? Hôm nay mới lạnh dữ ha. Đúng không? Em thấy hơi lạnh chứ em không có sốt nha mọi người. Tính đâu vậy anh? Tính tiền. Nhanh. Không cần tính tiền. Thôi khỏi cần. Hồi nãy em cho người ta gà cốt chưa? Dạ. Người ta rà cái mã cốt chưa? Chưa. Em cần tiền theo mua này. Chưa ơi, vậy là phải đi xuống cho người ta rà mã cốt. Trời ơi, hai cái cậu này. Vẫn phải tính tiền chứ. Không phải tại kiểu em nghe từ sắp hết giờ rồi em chạy phát lên luôn. Phải trừ 50 bitcoin chứ anh. Quên. Như vậy là không có được rồi. Trời ơi. Vẫn đi siêu thị là chết. Đây. Này, người ta nấu được xong rồi mình 4 bắt đầu mới lên. Sao? Bắt giờ rồi hai chú ơi. Xem đi.
Theo không. Như các bạn đã thấy thì hai bạn đó đi siêu thị và không tính tiền. Các bạn hỏi hôm nay mình đổi bao nhiêu tiền mặt anh? Không mua sữa đậu nành hả? Không mua sữa đậu nành thì chúng ta mua nước gạo. Rồi rồi mình phải trả tiền nữa anh ơi. Sữa gạo uống cũng mát lạnh vậy. Có ví luôn. Có một cái vấn đề tôi không hiểu là ba lần đi siêu thị ông Khánh ông mua cái này chi nhiều dữ. Tại vì anh mua để anh xài từ từ mà cái ở đây ngộ lắm. Cứ hết một số là qua tuần sau mất cái hộp này quá. Ừ. Người ta rắc chút xíu xong người ta để đó. Anh ơi em nghe nói ở đây mất. Ông nào lấy này vàng bánh đúc nè. Em xài sữa đậu nành rồi. Quỷ ban giám khảo phải không? Được anh ạ, cảm ơn anh ạ. Ban giám khảo mình kêu quỷ. Hai trái táo. Trời đất ơi. Rồi lát sao ta chấm điểm cho mày. May mà. Trời ơi. Ở đây có một dĩa bánh mì chắc là bánh mì của tụi em đúng không? Để em test thử có bánh mì có độc không nha. Trên đây quay camera chiếu ở dưới đi tính tiền lại kìa. Dễ thương. Em ơi, mốt vậy sao gia đình dám dẫn đi siêu thị lấy đồ xong chạy ra ngoài rồi chết. Các bạn hỏi. Không phải, tại Đức cứ kêu là mua bằng Bitcoin này nè, em rối quá em quên mất xong rồi. Cầm xuống hỏi, ôi anh ơi cái này được đâu như tiền Việt. Đồng chơi. Em sợ không đủ ấy. Mua cái gì vậy? Trời, nó mua tôm tươi được kìa. Còn em mua còn đủ 3 con luôn. Chết rồi, 3 con. Tôi khổ quá mà. Hỏi đáp siêu đầu bếp. Rồi, bây giờ trước khi mà các bạn giới thiệu các nguyên liệu mình đã mua và tiến hành đến với phần nấu ăn thì chúng tôi sẽ có một số cái câu hỏi dành cho cả hai đội. À, câu hỏi, dạ. Ừ. Và bây giờ xin mời mỗi một bạn cầm một cái búa ạ. À, tới rồi. Đây thì sẽ đánh những đứa nào mà ở thường ngày nó vui vẻ lên nó không chịu vui vẻ. Bình ấy mọi người. Vui vẻ quạt bát lên đây không ở chịu phần này đúng rồi, đợi đọc. Các bạn sẽ lần lượt trả lời câu hỏi và mình sẽ không chơi theo đội nha các bạn, mình sẽ chơi cá nhân. À. Và bạn nào trả lời sai thì sẽ bị những người trả lời đúng đánh búa vào người. Ok, chúng ta sẽ có 4 câu hỏi và câu hỏi đầu tiên là theo các bạn thì trái cây sấy khô sẽ được ăn A quanh năm, B theo mùa. Em thì em nghĩ là quanh năm. Trái cây sấy khô sẽ được ăn. Rồi, xin mời từng người đưa ra câu trả lời của mình nha. Quanh A năm. Là quanh năm, B là theo mùa. Từng người ạ? Theo mùa. Quanh năm ạ. Em cũng quanh năm. Quanh năm hết đó anh. Có mình Khánh theo mùa thôi đó. Theo mùa, tại vì có tới mình thí dụ ăn bơ sấy đi rồi. Làm gì có không bơ sấy? Tới mùa bơ mới ăn được chứ. Không phải anh, kiểu như là cái trái cây lâu là nó để ăn quanh năm á, để nó bảo quản lâu á, còn là kiểu như là còn theo mùa đó là mùa nào có người ta mới làm, em nghĩ thế. À. Trên nhà em thôi xong rồi anh đặt đáp án đi anh. Rồi đáp án là cả hai đáp án trên đều đúng. Trời ơi, mày đến ăn thịt cá giải thích ghê đấy, giải thích ghê. Kia mà cũng hỏi nữa, câu hỏi này là nhảm nhí. Rồi là một câu hỏi khởi động thôi ạ. À. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Trong trái cây sấy thì không có chất nào? A chất xơ, B chất đạm và C đường. Đường là theo được, như kinh nghiệm em hồi nhỏ anh từng ăn là có rất nhiều rất trái cây sấy người ta tẩm đường rất là đúng nhiều rồi, em rồi. Ơi, có, mình trả lời cá nhân cho nên mình không có bàn với nhau. Trả lời trước đi mọi người, trả lời trước lần sao chuyện anh mắt cũng nhìn tôi giống như nãy giờ nghiên cứu vậy. Nãy giờ em trả lời trước rồi bị Tây Khánh trả lời trước đi. Chất gì? Không có chất gì. Không có chất gì. A chất xơ, B chất đạm, C đường. Không có chất đạm. Rồi, đáp án của Khánh là câu B. Xin mời Khởi My ạ. Chọn đường cho máu chị. Em nghĩ là không có chiếc sơ ạ. À. Rồi, đáp án của Khởi My là A. Xin mời Đức Ứng. Em chọn đáp án B ạ. Chất đạm ạ. Rồi, và cuối cùng là... Em B luôn ạ. Đạm luôn ạ. Rồi, có. Rồi chuẩn bị... Và kết quả của chúng ta là... Trong trái cây sấy thì không có chất đạm. Yeah. Ủa sao kỳ vậy? Sấy, sấy tao đánh được vợ tao vui quá. Sấy khô hết là gì còn chất sơ ta. Quất được chưa? Ôi trời ơi, không phải thôi. Xong. Mày chưa? Mày không. Phải trúng mới tin. Không. Bạn nhầm khẩu. Trong bắn súng đã hụt là hụt. Đèn. Trong bắn súng là hụt là hụt. Đánh cho đi tôi ngại đánh con. Đánh đi, ô, còn một câu nữa đó. Ủa, em à, không có ngại ở đây. Em mà ngại là hồi chị Bi sẽ hại em nhiều hơn. Lúc đó em khóc luôn đó.
em thèm. Em xin lỗi chị nhá. Xin lỗi chị chơi à. Anh nghĩ là em nên đập. Còn mấy câu hỏi nữa nha. Cái đầu đó em, cái chỗ nào mà nó suy nghĩ nhiều em đập cho nó cắt cái suy nghĩ của nó đi. Còn hai câu nữa nha em. Hai câu nữa. Em có thấy ở ngoài ban giám khảo đứng vỗ tay không? Khi sắp quýnh. Trời ơi, mọi người vỗ tay ủng hộ kìa. Kìa chị. Mày thấy cái nghiệp của mày chưa? Chết rồi, chết rồi. Hài quá. Ôi ơi, yes. Chết rồi. Hay lắm. Xin lỗi chị chơi rồi nha chị. Nó đánh nhẹ rồi, đánh nhẹ. Nó mài miệng rồi đó. Em bảo bạn em đánh nhẹ rồi. Tại vì Jimmy là con gái nên đánh nhẹ thôi. Thôi nhưng mà sợ vì, tại vì nãy chị kêu là chị sẽ làm ông thằng xấu thích người thật của ông, hiểu không? Em đánh mạnh lại. Đấy thì sẽ... Đứa nào đánh mạnh đó tao đánh mạnh hơn. Được rồi. Để bỏ qua để... Thôi đi. Hỡi nhất con người. Em bảo bạn em đánh nhẹ rồi. Em kia không mua được tôm, tặng gì con tôm này. Tặng gì con tôm này. Đọc câu hỏi tiếp theo đi em xử nó. Câu hỏi thứ 3. Cách ăn trái cây sấy đúng nhất. A. Kết hợp ăn và uống cùng với nước. B. Ăn kết hợp cùng các loại hạt khô và sữa chua. Hả? Bỏ bỏ miệng là ăn được mà. Câu này cũng là một câu trả lời sao cũng đúng hết trơn. Một câu hỏi nhảm nhí. Đúng rồi. Gài đấy câu này. Gài. Câu này là bỏ vào miệng là ăn được rồi mà ta. Bỏ vào ăn được. Cái gì cũng ăn được hết. Thật không? Chúng tôi phản đối câu hỏi nhảm nhí đó không em? Thật. Câu hỏi là gì? Đọc lại. Cách ăn trái cây sấy. Cách ăn trái cây sấy. Tôi muốn ăn sao kệ tôi. Cùng với nước và. Đó là câu trả lời của tôi. Ăn chung với sữa chua và. Bây giờ thì chúng ta có hai kết quả và bây giờ nếu bạn nào chọn kết quả nào thì có thể giải thích. Nếu giải thích đúng thì sẽ được tính là đúng. Em chọn cả hai kết quả là ăn sao cũng được hết. Ăn trái cây sấy nó khô phải uống nước. Rồi bỏ với sữa chua ăn tốt có vitamin. Đặc biệt là dành cho những người tập tạ ăn kèm với sữa chua uống mập tốt cho cơ bắp. Da dẻ, vậy thôi. Như trên. Ăn kiểu gì cũng được hết trơn á. Tôi ăn kiểu gì kệ tôi. Đó là coi là trả lời của tôi. Được, em cũng giống hai đáp án trên ạ. Không được, phải giải thích đàng hoàng. Tại vì... Nói nhanh lên. Đó, hung dữ. Cái miệng, mài miệng làm người sợ. Tại vì ăn chỉ bỏ vào mồm là ăn cái gì cũng được ạ. Đúng rồi. Còn em thì em nghĩ là hai cái thì ăn kiểu nào cũng được. Nhưng mà ăn với sữa chua chắc ngon hơn. Nó sẽ tốt hơn tại vì trong sữa chua rất là nhiều men làm cho tốt đường ruột đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là tốt. Cảm ơn. Tiêu hóa làm tốt lắm. Em không chấp nhận câu trả lời vừa rồi. Ủa sao đúng dài dòng quá. Dài dòng quá. Tại vì á, có những người á không biết ăn sữa chua, ăn sữa chua sẽ bị ải chỉa. À, ải chỉa. Đúng không? Không, ý là cái men tiêu hóa nó không tốt. Đấy là em bảo em. Đúng rồi, người ta hỏi người ta mà. Ờ, em đâu mà nói cho mọi người. Nhưng mà em đang suy nghĩ về đầu của em. Ờ, đó. Mình sai rồi. Ở câu trả lời này thì chúng ta đều chấp nhận cả hai phương án trên. Nhưng mà về phần giải thích thì phần giải thích của Khởi My và phần giải thích của Trần Bình là chính xác hơn. Cho nên hai người còn lại sẽ bị ăn búa ạ. Đúng. Bản thân anh thấy lời giải thích của anh không có gì sai cả. Em thích thế thế. Kệ anh. Đúng rồi, em ăn cái gì cũng nhưng được. Nhưng mà theo, em luôn. Theo bản thân em thấy là hai người này không đúng, em có quyền quánh. Bây giờ nha chị nha, chị ơi. Bây giờ chị cho em hai loại hạt đi, em ăn được. Em im đi. Ờ, em vẫn ăn được mà. Không giải thích. Đứng không? Không giải thích. Cú này không bao giờ hụt nha mọi người. Cẩn thận đấy. Ui ôi. Đau phết nhỉ. Ưng. Ở đi kia. Nãy giờ nó đánh chị mạnh lắm. Đấy, đâu, anh chị. Cái này nó kêu to thôi. Em đánh chị nhẹ như bạn em ấy. Cái búa chị hơi to ấy. Em có cầu nguyện gì lần cuối không? Em có cầu nguyện gì không? Cầu cho nhân loại. Cầu cho nhân loại sống tốt hơn. Cầu cho những loại thoát khỏi con corona. Em cầu cho những bạn trẻ bên ngoài. Gì vậy? Nói xàm. Nói xàm. Cầu lâu. Đang cầu mà. Cầu lâu quá. Mất thời gian. Ông Phật ông đi nãy giờ rồi. Em đang tính câu giờ đến cuối chương trình luôn ấy. Nhưng mà thôi. Rồi em, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Em xí em có được đánh không ạ? Không. Có ạ. Mày giỡn nè. Đồng đội thì đánh rõ mạnh đốt trả thù. Rồi câu hỏi cuối cùng là nếu chúng ta ăn quá nhiều trái cây sấy thì A sẽ làm tăng lượng đường trong máu. B gây ra các bệnh tim mạch và béo phì. Thiếu nữa. Béo phì đúng không? Bị kiết với bón nữa. Thiếu rồi. Chị thô quá. Thô. Không, đúng phải nói rõ ràng để người ta biết ăn trái cây sấy nó cũng nóng lắm. Kiết với bón à? Là bị bón với kiết. À. Bạn em quên rồi, bạn em quên câu 2 rồi. Bị bón đi kiết đó chị. Đúng rồi, câu 2 là ăn nhiều trái cây bị bón và kiết. Bón và bị kiết đi bón này, bón đi kiết là gì? Là biết.
Anh ơi cho em hỏi lại câu trả lời ấy. Em biết bón hay kiết xong. Thôi để gì tí địa chỉ giải thích cho. Rồi. Nhưng mà nếu ăn quá nhiều trái cây sấy thì A sẽ làm tăng lượng đường trong máu, B gây ra các bệnh tim mạch và béo phì. Tim mạch, béo phì. Không tăng đường B. Máu mới đúng. Tim mạch. Đây sẽ là một câu hỏi nhảm nhí cho A và B đều đúng. Nhiều chất béo nó mới tăng tim mạch và béo phì. Còn ăn nhiều. Rồi xin mời Đức Ứng và Trần Bình ạ. Thông minh, thông minh. Em ạ. A. Rồi xin mời Đức. Em chọn A. Ghê vậy. Và kết quả của chúng ta là C, cả hai câu trên đều đúng. Ủa có C hả? Có C hả? Có. Ủa sao nghe A B mà ta? C anh không đọc lên nhưng mà có. Chúng ta phải vận động cái EQ. Chị chọn cái nào vậy? Không, nãy giờ em đánh cả hai đều đúng. Nãy giờ em đánh chị nhẹ nhá. Cái luật của Jimmy là gì nè? Ai đánh tao nhẹ tao đánh mạnh, ai đánh tao mạnh tao đánh mạnh hơn. Đúng rồi. You know, for real. Em thích vị trí nào trên người bị đánh? Chỗ nào không đau ấy ạ? Em thích chỗ này. Em chị đánh đâu cũng được. Em không sao đâu. Chị đánh đâu cũng được. Thôi, ê My, cái này cái cuối đánh chí mạng đi. Nghe ót đi. Chị cần thêm không, một cái. Không mày. Sai rồi. Chí mạng trong UFC là ngay đây nè, quýnh cái gì. Chị cầm cái đầu này chị đánh này. Ê vô bro. Không được bro. Không được. Được bro. Em đánh đứng cho chị. Vậy em đứng ngang đi. Đó, vô nè. Vô. Nãy giờ chị đánh không đau. Nãy giờ chị đánh em ngay đầu rồi bị chị đánh ngang dúng. Kìa đánh kìa. Chị nhét cái này vô đánh cho to. Thôi đừng. Nhét vô hai bên nó đánh cho to. Ơ chị đánh một lần rồi. Chị nhấp thôi chưa đánh. Đánh vậy. Đánh ngay dúng. Dúng bên nào bự. Đâu giờ giật dúng coi. Không, cháo là giật được. Nó đánh chưa? Đau luôn á. Đánh nó chưa vậy? Đau luôn đó mọi người. Ngứa quá. Ngứa đúng. Phải, kiểu có con gì nó bye bye thôi. Bây giờ tôi sẽ đọc comment. Hiện tại sau khi đánh mấy trận lên được 6.000 lượt coi và 4.200.000 tim. Hình như các giả thích bạo lực đó sao? Thì ra các bạn thích bạo lực. Vậy lần sau mình dẹp cái bếp này đi, mình làm cái sàn xịn mét đau á. Ủa? Trần Văn Cường đây là ai vậy? Trần Văn Cường kìa. Đâu là Trần Văn Cường. Ủa? Thì không biết sao từ cái hôm livestream gần đây cái mấy bạn fan gọi em là Trần Văn Cường. Trần Văn Cường đẹp trai ghê. Có lý do cả. Tình anh em ó hắc bền lâu Đức ơi. Có chắc bền lâu. Có chắc bền lâu. À bạn Bình tên thật là Trần Văn Cường à? Không ạ. Phải không? Không ạ. Tên hồi bé của em, tên hồi bé xíu xíu xong cái đổi tên là Trần Bình. Là hồi nhỏ có nuôi là Trần Văn Cường đúng không? Chị biết sao đặt giống ông Cường trong bên Thượng Hải cho dễ nuôi. À Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường á. Trần Văn Cường. Ủa hồi nhỏ là mọi người có mỗi cái tên khác không? Là có. Em không à? Em có Bình thôi. À Bình thôi. Trần Văn Cường đó. Cường đó, anh Cường, Trần Văn Cường. Trần Văn Cường. Đây. Hồi nhỏ em tên là Đức. Lớn lên tôi... lớn lên là em thêm cái chữ ứng vào, anh hiểu không? Đấy là khác, đấy là sự khác biệt. Nhưng mà tên thiệt của em hết là tên gì? Ứng Văn Đức. Đức ạ. Ứng Văn Đức. Ứng Thị Đức. Cái thằng Trần Văn Cường này nghịch nhỉ. Hai đứa này. Văn Đức ạ. Ê vui tính nghe á. Ứng cái kiểu mà giỡn giỡn nhau mà lát hồi không biết nói gì á. Không biết nói thiệt hay nói giỡn. Đang nói giỡn hay đang nói thiệt. Em họ Ứng đúng không? Dạ vâng. Người Hoa đúng không? Không ạ. Họ Ứng là phải người Hoa chứ. Người Việt Nam mà. Người Việt Nam gốc Lào chị ạ. Phải. Con tên thật là Ứng Cha La Thọt Đức. Đúng Cha La Thọt Đức. Nói chuyện nó nhảm nhảm mắc cười mà xong cái cuối cùng không ai hiểu ai nói gì. Rồi đây nè, tên ở nhà là Trung. Đúng rồi. Tên Trung. Nhà tôi Trung. Là Trung nha Trung. Mọi người. Còn em hồi nhỏ có tên chó hết. Ủa? Tôi ở nhà tên Trung là trong chùa đặt là chữ Trung là trong chữ trung thành. Tại vì chùa làm như biết được là lớn lên là anh sẽ phản bội hay là anh sẽ khốn nạn hay sao đặt anh tên Trung. Em tưởng Trung. Trung. Ok. Dạ cảm ơn chùa rất nhiều. Hôm nay con đã thành tài và thành cường. Con không phản bội ai hết. Tới ngày hôm nay con chưa từng phản bội. Rồi, được rồi, mình giới thiệu nè. Bây giờ chúng tôi sẽ tổng kết số Vicon còn lại của cả hai đội. Đội khách mời các bạn còn lại 170 Vicon. Ôi ít. Được. Và đội host xin chúc mừng các bạn, các bạn còn lại 65 Vicon. Ê! Hay quá vô. Yeah.
Rồi bây giờ nè, với 65 mua cái gì ta? 65. Em ra một Super Zoom, À, quẹ của bọn em có bao nhiêu ạ? 100 bao nhiêu? 160. 100 bao nhiêu? 160. 160 ạ? 170. Muốn mua hai cái. Mimi lấy cái 50 lẻ đi, lát hồi đó mà lựa cái 50 là mình ngu luôn đó. Không có gì để mình lấy. Mình ngu người luôn đó. Không có gì để lấy luôn. Ủa? Mua nợ được không anh? Xíu mình còn 160 đúng không? Thì mình mua một cái lớn lớn trong tool nó ghê. Lấy 150 đó nó cũng bằng cái đấy thôi. Thôi là cái này. Cái gì đấy? À, ok, chơi cái này luôn. Đỉnh. Công nhận ông trời thương mình cho mình 60. Ông trời thương mình. Có 50 thôi mà xịn ơi là xịn. À, xịn lắm. Xịn như hả mày xịn luôn. Người ta xịn lắm. Tôi nói thiệt, 20 phút nấu ăn hai ông mà nấu nấu xong là tôi cùi. Đây. Đọc đi mi. Thẻ của tôi em luôn. Trừng phạt của tôi là cuộc đấu ba tay. Loại thẻ trừng phạt dành cho đối thủ, cột tay trái và tay phải của hai thành viên vào nhau trong suốt thời gian nấu ăn và chuẩn bị. Tình dạng. Trời ơi, em tưởng không chị em ạ. Tưởng bị cái gì chứ? Nhóm em là chỉ có mình Bình nấu thôi, còn em đứng làm không, gì cũng được. Không, mà vẫn phải cột. Cột tay trái và tay phải à? Đúng. Đây đây, ai đứng ở đây đi. Tay trái, tay trái của tôi tay và tay phải. Ờ cũng được. Ok. Tháo vòng ra. Đây ạ. Tháo nhiều vòng. Lấy kiểu dán sắc dán cho nó chắc anh. Thôi ạ, corona không chạy được. Nếu mà có luật được tháo không anh? Làm được xong tháo. Được tháo đấy ạ. Nấu hết xong hết mới được tháo luôn. Trời không thấy ai cột mà để cái sợi dây nó không có cân đối làm sao mà thắt nơ được. Trời ơi, buồn mấy ngày lắm. Ủa chị mua chị không mua tôm làm. Nè, tôm nè. Trời ơi, tôm ta luộc sẵn luôn. Trời rồi. Ơi, khỏi cần luộc luôn. Trời ơi, hai ông. Tôm bọn em xịn lắm. Xịn nữa. Ba con liền. Ba con ở đây này, mua một hộp. Mười mấy, 20 con. Ba con cắt ra được tầm đấy, đấy con luôn. Được, cắt được. Mi cỡ chân. Kêu. Mi cỡ chân thời 2017. Cái này hả? Chết hai đứa nhà tôi rồi. Đâu cổ. Ok. Toang rồi Bình rồi, ơi. Hai bạn có muốn xài cái của hai bạn không hay là hai bạn để dành? Cái này bọn em để dành ạ. Để dành, cái này phải để dành nó mới vui ạ. Tại vì nó 150 em không xài tới. Để đừng để cuối đâu. Cộng là bị à, xài quên, sao? Quên. Đúng không? Không xài à? Rồi không xin à. Chúc mừng cả hai đội và bây giờ chúng ta sẽ có 20 phút để làm. Sao em nghi cái này là không cuối đổi đổi món ghê nha. Không có đâu. Anh chị cứ làm tốt thật tốt vô bọn em sẽ làm rất là dở. Bây giờ mình bắt đầu nữa đúng không? Chưa. Nó bắt đầu rồi. Gọi bây giờ em vướng quá tại ông vướng quá. Vướng à? Lạ lộn. Lỗ gì anh? Trứng muối. Rồi cái này bóc sao? Trứng muối vào. Đang định phụ mà không biết làm gì luôn. Không cần đâu. Đứng xem nhé. Đứng xem nhé. Ok. Uống miếng nước gạo gọi là. Đây kiểu cái đủ ấy. Này lột sao ta? Rồi cho màu đỏ vô đây. Lắm chuyện quá. Này cắt ra anh em. Vướng quá. Xui à? Ơi. Thế bứt bứt rồi ạ. Không cần đâu. Một tay thôi. Buồn thế. Đứng chả được làm gì à? Đứng hát đi. Thôi hát ngại lắm. Trời một cái trứng được chiêu trứng muối vậy hả trời? Bằng này thôi. Cái này để tại vì không cần nhiều mấy. Được rồi. Rồi đây rồi. Đó, trời ơi. Hai bạn xịn ghê á, mua táo NV đàng hoàng nha. Nó mới hết tiền thôi anh. Còn nhiều táo này mắc lắm á em. Dạ. Yeah. Ừ, có. Nhưng mà nhớ ăn cái táo này nha, táo này ngon hơn táo New Zealand á. Đó. Đó bọn em mua mục đích cho anh. Bọn em ủa? Trang trí á. Cho em hỏi này, táo phải mắc hơn mấy cái này chứ sao tự nhiên mắc hơn tụi em được ta? Chị đọc lại câu hỏi đó. Em không hiểu. Ý là táo nó phải mắc tiền hơn, nó phải mua tốn nhiều icon, vicon hơn chứ ta. Đúng rồi ạ. Sao mà? Em không biết nữa cơ. Em hỏi Vicoin ở dưới có được đổi tiền tiền mặt không? Người ta không trả lời. Đâu quýnh em á, chứ đổi tiền mặt. Ờ, may mà người ta không quýnh. Người ta không quýnh. Ra đây, tớ đập giờ. Im, ồn ào. Hai đứa này giống mẹ con quá ha. Hai đập bạn này giờ. Chắc nhà quýnh lộn dữ lắm. Em là nhóm ba. Nhóm là phải đoàn kết vậy đó nha mọi người. Đúng rồi. Ở nhà thì đoàn kết, lên TV show nhớ phải vậy đó. Kéo á, đi ra đây, đi ra đây. Anh cho em bị kéo. Đây. Trời ơi, trứng muối này. Để tôm lại. Hả? Để đâu lại. Trời, như đây trứng muối đủ không ta? Em thấy nó ít với ta. Tôm gì đây? Sao nhìn to đấy? Tôm hùm. Tôm hùm đó. Ừ. Trứng muối này ăn với cháo trắng ngon lắm á. Tôm này tôm hùm. Tôm gì? Bắt cho bộ chết chó luôn.
Ba chém bù hả? Ba chém bù chết chó luôn. Đứng đây làm gì á? Tí nữa là toang rồi. Trứng muối. Ghê nhỉ, người không? Trung thu, bánh lấy trung thu tập cặp hai trứng. Đây, đây là Đức trọt vô lấy cái não ra. Hai đứa nói gì trời? Không, em đâu kêu là đây là Đức. Em trọt vô cái đầu lấy cái não của Đức ra. Thương nhau ghê, trời ơi, nhóm nhạc thương nhau nhất tôi từng biết. Ngạc nhiên chưa? Lại ra não bình. Gì trời, anh lại dùng cái tô. Nhóm nhạc yêu thương quá. Nhau nhất đi lấy thành lấy luôn đi. Nhanh. Anh em có giật bác quá. Không? Lười đấy. Thôi từ từ quên còn một cái nữa. Bây giờ em làm gì với mới trứng này bằng bông này đây? Lấy em lấy mũi em dặm ra hả? Đen đen á. Ừ. Nó chết tối đâu rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Lấy hết chưa? Hết rồi, bây giờ dặm ra hả? Nó còn ở trong đây nữa này. Đấy. Hồi nãy chị Tiên chỉ sao quên rồi, lấy muỗng dập ra hả chị Tiên? Có cái có cái tăm không? Không cái tăm. Không có. Đấy nghe. Trời ơi, cái hai bạn này đề nghị tập tạ chứ có cơ bắp lên nha. Em à. Em sống em mà. Đúng rồi đó, hai bạn luôn á. Nhìn bên ngoài em vậy thôi. Chứ bên trong em yếu hơn. Trong không có gì. Bên trong không có gì luôn. Mày luôn bây giờ thôi ngại lắm. Sáu múi. Hello chị cua là ai vậy? Trời ơi, trứng thơm quá à. Đồ là em phải nghiền cho nó nát như bột. Chị tôi biết à. Sao giờ? Em thấy nó dẻo, nó dính với nhau quá, nó đâu chịu nát đâu. Ừ, lấy nước đi uống với. Lấy cái chày giả hả? Đâu? Em muộn tán hả? Cho nó dẻo vậy luôn hả? Giống làm bánh với em. Chết rồi, cái này khó lấy quá. Xiên là gì ấy? Mấy bạn nói là hai anh mới debut một ca khúc gì đó. Dạ, Monster ạ. Em mới debut nhóm bọn em 5 người ạ. Xin. Ca khúc quái vật ạ. Ca khúc này hát về tụi em đúng không? Không ạ, bọn em đâu phải quái vật đâu. Hát về bạn em thôi chứ không hát về em. Hát về Đức. Hát về Đức kìa. Đức. Anh cũng thích hát lắm đó. Hát đi kìa Bình. Hả? Hát mà anh đi. Hát hoài không có hiếp. Hát đi. Đó rồi. Mấy bạn trong sự nghiệp ca hát đừng giống như anh Khánh nha. Ca sĩ không bao giờ có bài hit. Không sao, vẫn có show đều anh ạ. Không bao giờ có bài hit luôn các em. Cái gì? Hát đi. Hát đi, đang rồi, làm. Tôi hát nhiều rồi, bây giờ ông phải hát chứ. Hát to lên. Từ, đang lấy não Đức ra em khổ. Em dập ra tiếp đúng không? Cái làm gì vậy? Cường này. Đi xíu thôi. Ui trời ơi, khách đảo vậy á. Người, hai, ba. Người mang lừa dối, cường lừa lên ngôi. Trời ơi, cái làm hơi bị ngon nha mọi người. Hát to lên. Từ, đi rửa tôm. Ôi, lại còn rửa tôm nữa à? Mọi người ơi. Quẩy đi. Khánh làm nè, nhìn ngon chưa? Thơm đấy. Thấy gì không mọi người? Khánh đun hoa dầu ăn cho sôi thiệt sôi. Cái bỏ miếng tế vô nữa. Bánh. Trời ơi, nó thơm lắm. Trời ơi, em nói thiệt luôn. Sao không có sang kia đi chơi không? Thơm. Cứ như là trứng luôn á. Ướp. Lại ướp nữa. Ướp. Muốn xỉu luôn á trời ơi. Chọn đục này cái. Lại một lần nữa, em không lấy sang người. Dầm chưa? Ngon lắm Khánh, thơm lắm. Tù túng quá. Đây, còn miếng nữa, anh cạo. Ướt. Gì vậy em? Bạn em hơi xúc động anh chị ạ. Kìa quá à. Thôi đi chàng ơi. Là một câu vì sao đi chị hả? Cái gì bây giờ? Trời đúng là lâu đó em không đi hát luôn. Rồi đó bây giờ em mà hát một cái. Các bạn có biết anh Hảo cover không? Lên trời. YouTube search anh Hảo mẹ, cover. Mẹ đâu? Anh chị ơi cho em xin miếng nước nóng được không? Hả? Anh chị cho em xin miếng nước nóng được không? Đâu đâu, nãy đâu phải nước nóng đâu. Miếng nước nóng. Lấy cũng được, lấy đi. Lấy ăn muỗng. Xin một miếng nước nóng thì không được xài cái kia nữa. Cái gì ạ? Chịu không? Cô không được xài. Cái gì cơ? Sao hồi nãy ông nói anh nấu nước không? Không được xài. Sao em cần gì? Kìa. Có ai nghe tôi nói chuyện không? Đây. Nước luôn. Nước đúng không? Vâng. Trời múc đổ cho tay cười okay. Vậy. Cảm ơn anh chị. Anh được cái yeah. Có cần bỏ tỏi gì vô không?
Cái gì? Tôm cần ăn. Phụ gì không? Hả? Cần phụ gì không? Tôm mày đâu có cần rửa đâu đúng không anh? Không có rau điều không nhỉ? Điều á? Cái điều là cái gì? Tôm này chắc không cần rửa đâu mọi người hiện. Cái gì? Dầu điều. Dầu điều á? Dầu hả? Dầu điều ấy. Anh có dầu điều không anh? Anh chỉ có nước tương, dầu ăn. Nếu mà dầu điều thì có thể mình xài dầu vị gà được không? Dầu vị gà kìa. Chắc cái này không có cần rửa ra tại sao? Dạ, chắc xíu nữa anh rửa hả? Đó, cứ xài chung đi. Ok. Ừ. Mày ngu như em luôn á. Bây giờ cần phụ gì? Hả? Cần phụ gì không? Có táo đi. Có táo á? Ừ. Thử thách à? Ừ. Tôm đông mi. Đây. Lấy con dao này, đi lấy rửa con dao. Rửa gì đúng không? Gì? Đi lấy con dao. Ở chai nước mắm rồi. Chai nước mắm hả? Ở đây đây. Bên kia. Anh đi trên con đường xưa trồng lần cuối. Táo rửa được con Vân Vương. Đi rửa táo. Sao đi rửa tay em nhờ gì quá. Nó lấy nước rửa táo rửa, giờ cái nó xấu là con tôm của mình. Ghét không? Chúng không chị. Cầm dao ghê quá chị. Kìa đi từ từ thôi. Xe vòng tay cuối thơm mùi tóc em như phần nào. Thì hôm nay Khánh sẽ cho các bạn thưởng thức một món tôm ngon cực kỳ luôn. Chút da điện thoại của Khánh. Điện thoại của Khánh màn hình đẹp lắm nha mọi người. Hey. Hàng chó. Tắt nước. Chị mới gọi ông kìa. Bây giờ chúng tôi bắt đầu tới công đoạn này. Chuẩn bị tàu nha mọi người. Chị nói là bình chó. Chị em đi sao chứ? Hả? Ê sao bình bằng chó. Chị nói đi. Sao đó? Ờ. Hành tím, hành tím. Cao hơn. Đảo đều. Cao hơn đi. Cho mượn cái dầu nào. Nữ công gia chanh. Ừ. Phiền quá. Mượn cái dầu bên này thôi. Đặt bên này là xong. Chúng ta còn 10 phút nha, cả hai đội. Ê còn 10 phút kìa, mình đã nấu gì đâu. Anh nói gì anh Wifim? 10 phút mình ướp 9 phút, nấu 1 phút xong. Tôi sao á. Dạ. Có tỏi không anh? Có bạc. Chết còn cái này. Cắt luôn. Thôi khỏi đi. Mất công mua. Đổ tôm vô luôn. Điên à? Tốn tiền đấy. Đổ bây giờ luôn anh, tại tôm chín rồi đó. Phí. Cứ đổ vô. Thì chương trình. Cái này của nó cũng chín hết rồi. Mình đảo lấy hồi mình cho này vô thôi. Muốn cắt mà nó kiểu nó tròn tròn. Anh có cần đường gì không? Anh nói gì anh cười quay á. Ngon đấy. Mày nhìn kìa. Ủa không chiên xù đấy là ta. Người ta làm gì. Mình độ kiểu khác em à. Yeah. Mình không có tôm với các bạn, mình phải làm kiểu khác thôi. Trời ơi đói bụng quá à. Ủa anh ơi cái này xài sao rồi anh? Đây, ấn vô. Anh nhìn cái tô trứng muối của cả anh ấy kìa. Rồi kéo tới 14. Thơm quá mọi người ơi. Ồ gì đó, yeah. Xịn rồi đó. Thiệt luôn á trời ơi, cái tô trứng muối sa tế, trứng muối mà còn sa tế nữa nha mọi người. Rồi đảo chưa, đảo rồi phải không, nóng chưa? Chưa đâu, xíu nè, xíu nữa đi. Cắt hộ được không? Trời ơi, làm lâu quá. Còn bao nhiêu phút rồi? Nóng rồi đã nha. Thì nóng rồi đó. Ừ, đổi thử. Rồi, cứ đảo đi. 8 phút 41. Ngồi đêm sao. Đêm sao hoài. Xong không? Trang sang bên này phụ được không? Em muốn làm gì? Cái tay em vẫn dính. Ê Đức ơi, Đức bỏ đây. Gì? Không ấy thì... Trời ơi, nó thơm quá. Còn cháy chứ thành 3 miếng. Ê, đây cũng là một cách ăn giả chiến á nha mọi người. Mua trứng muối. Nếu mà trong thời gian dịch này mà ăn cái này được nè. Mua trứng muối với lại cá viên chiên đồ về. Cái mình sốt với sa tế. Đi. Trời ơi. Rồi tháo ăn là hai cái nách nó giựt luôn á. Đi bỏ dao đi. Đây. Tôi mới lấy được. Đây. Không có tôi không lấy được. Đấy. Được. Được. Chết rồi. Khổ. Ôi giời ơi. Easy. Ngon lắm mọi người ơi. Anh quay phim thấy mới chép miệng xong. Cho tăng thêm hương vị. Trời ơi, được rồi.
Ê, biết chiều anh không ăn cơm tập bánh ấy. Em nghe rồi nha. Em nghe rồi nha mọi người ơi. Để cái này gần đấy. Thiệt á? Hả? Không biết, bỏ ra ngoài đi. Em muốn để sao tế vô thì các bạn chỉ còn làm vậy thôi là dạ. Ăn với ngoài... cơm trắng không mà cũng bọn được. Em hôm nay sẽ làm tôm xào táo chưa có xong. Tôm xào táo. Gạo đều chứ làm gì đây luôn. Được rồi Khánh Hỷ. Nãy giờ mình quên mua cà chua với lại dưa leo trang trí. Ô bên kia làm ngon ghê á. Sao mình nãy không thế? Mình không nhìn thấy cái tôm mà lột vỏ nhờ. Của má. Adieu. Trời ơi. Mình không chịu tìm ấy. Đang quay hình, đừng có nói cái từ hey, tiêu. Vừa làm vừa đọc comment. Oh my. Trời ơi, nó béo. Cái này cho anh quay phim thêm chai Corona nên là bát trái luôn á. Thôi, chúng ta còn 6 phút nha. Lên giá. Ôi ôi ôi. 6 phút. Mình còn tận 6 phút liền đấy. 6 phút. Nhìn mà tận 6 phút ba. Bảo Thiên cái này có 1 phút thôi mà. Thế rồi. Khi nào mới đổ cái me vào? Xíu nữa. Mi cứ đảo đi để cho nó đều. Từ. Em đang đảo nè. Vướng quá. Trời ơi, cái mùa này mà ở nhà mà ăn vậy là sâu cái tắc thành heo quá. 2 miếng là ngon rồi. Ui, chín nhanh quá. Trời ơi. Cái gì vậy? Theo như dự đoán thì mới có một trận giật điện. Có một trận giật điện nhẹ xảy ra ở phía bên dưới. Em muốn gì? 14 ạ. Ồ, sao nó em muốn không lên ta? Lúc nãy anh đã bấm 14 rồi. Khánh ơi. Ok quá rồi Khánh ơi. Rồi. Trời, bên kia nghe mùi mặn quá vậy. Thôi rồi, không mặn lắm á. Chị My vừa nói bên tụi em nghe mùi thôi đã thấy mặn rồi. Kìa. Không, mình bưng qua đây đúng không anh? Đây, bưng qua. Ê. Hả? Mặn thật đấy. Không, con này. Cái này mặn hơn thì sao? Không. Có đường nha. Tại vì nãy ướp á. Đây, anh đưa hũ đường. Tí nữa tôm chia ra được không? Có đường hay không? Đã kêu chiều được có ăn cơm được không nha. Tí chia tôm ra được không? Chia tôm sao? Cắt đôi ra. Hồi nãy bọn em đi chợ mà em tính là bên kia bên đội anh chị mà không có tôm á, bọn em chia cho anh chị 3 cái đầu. Trời, tốt ghê. Đất ơi, dễ thương vô cùng. Có bình tĩnh để thôi chị ạ. À, Đức gợi ý cho em. Người tính đâu bằng trời tính. Bên kia chứ 3 con thôi, bên em mấy chục con lận nè. Trời ơi. Không sao ạ. Còn bao nhiêu phút các bạn lưu ý là sau khi các bạn nấu ăn xong mình sẽ chia ra là chưa gọt táo xong ban giám khảo và nãy giờ chưa gọt xong quả táo này. Trời ơi. Nguyên vẹn. Đây ra trồng cái này đi, đưa đây gọt cho. Ôi, đây. Ông em phải ăn liền thôi, em đói quá rồi. Chúng ta còn 4 phút nữa nha cả hai đội. 3 quả. Mặn phép mọi người. 3 phần. Bỏ mấy cọng ngò lên anh, xin mấy cọng ngò. Thế rồi tôm hơi cứng ấy, vỏ hơi cứng ấy. Hai em này dễ thương lắm. Bóc không có chấp mình giống như mấy đội kia đâu. Không sao. Tôm chơi nguyên vỏ vại luôn. Ê, người ta nói mình đấy. Từ nói mình chứ nói ai. Không, lúc mà bình thường không biết là vỏ cứng nhưng mà trên lên thì tự nhiên thấy nó cứng này. Tế và phô mai. Muối mặn biển khơi. Hình như không nói mình rồi đấy. Ồ, kệ đi. Cho đường vào đi. Thôi, không sao đâu. Mình làm chua ngọt mà. Bình hát đi. Bình hát đi kìa. Vừa hát rồi thấy. Đã hát đâu. Vừa hát bé tí anh nghe được. Hát rồi. Hát là bắt nhịp nào. Bắt nhịp nhá. 2, 3. Bé lên bài bé đi mô dao. Bài mới đi, hát bài mới đi. Ờ. Quảng bá luôn cho Diverse. Ồ, Diverse mới ra mới review bài Monster. Ngoài Đức sẽ hát cho mọi người nghe. Thế rồi. Chín rồi nhở? Chín rồi đấy. Ủa? Sao không cắt anh? Thế là Bình vẫn hát nữa. Fail rồi. Cái này mà ăn với cơm ngon. Lấy dùng đĩa đi. Đây. Dĩa khoai đấy em đây. Tôm gì nguyên ngọ, nguyên vỏ. Thì đấy, bảo rồi. Này không biết là nấu lên nó vỏ nó cứng ấy. Chết rồi. Là sao ta? Mình có đứng mình bóc vỏ được không? Được.
Không sao, để ban giám khảo bóc vỏ. Dạ. Anh cũng không có ban giám khảo bỏ bóc vỏ xuống em nhé. Cho ba người đó ngồi bóc vỏ đi. Bóc vỏ cả buổi. Nhìn ngon ghế chứ. Ngon tại vì em quên mất chưa bóc vỏ ấy. Hành phi cho tụi em luôn nè. Cắt. Có cắt cái gì đấy? Món mình đơn giản ghê nhỉ. Đổ hành phi vô thơm lắm. Đây trang trí đây, đang tính này. Đây có hành luôn nè. Từ. Con trang trí này đẹp. Đấy đây. Đấy. À mình đấy. Dạ. Tí rắc thêm cái kia cho thêm màu xanh hiểu không? Trong ít tiêu. Đừng ăn tiêu. Tại vì món này phải cần tiêu ấy. Trời ơi. Lá dài đấy. Cho lá khác đi, lá thì lấy nó gộp cái... lại, nó gộp lại là nó sẽ đẹp hiểu không? Không, lấy lá này vô. Hai ổng cứ quăng nãy giờ. Chị My bây giờ không biết cái gì hết. Kỳ quá. Đây. Không, từ. Ngon, cái món này. Rồi được rồi nhỉ. Rắc về mai mua trứng muối lạ đơn quá. Đơn giản quá, rắc thêm đi. Các bạn có hiểu cái câu mai mua trứng muối làm là có nghĩa là mai tao mua trứng muối rồi tao bắt chồng tao làm. Tao ăn. Đó là cái ý nghĩa của cái câu đó là vậy đó. Xong rồi. Từ. Mà để tự nhiên để anh chị phải bóc vỏ. Bên kia có tráng miệng luôn. Xịn chưa? Ăn bậy bãi gọi cái đấy bà. Cái này cắt như nào ấy, cắt đại hội. Trời ơi. Không biết là. Thanh niên này. Hai cậu con trai không có biết cắt táo cái gì à? Còn mỗi em không biết rồi ạ. Trời ơi, cắt cái táo gì theo gớm gì? Người khóa, thanh niên này. Đây là cậu Đức ứng. Cắt táo nè quý vị à. Quý vị ơi. Đây là một người đàn ông đích thực. Tôi có thể xem và xác nhận cho quý vị đây là một người đàn ông đích thực. Cậu ấy cắt táo rất là đẹp. Cái đấy nó chưa đứt ra thôi, đứt ra là cực đẹp luôn anh. Em có ý. Cắt nốt cái quả kia đi. Ôi, mình thương ngon quá. Ôi, chết rồi. Hết giờ rồi kìa. Được. Món của mình đơn giản quá. Vì em tính là... Cầm đây. Em thấy nữa cho táo vô luôn. Khói hơi kỳ á. Hay cầm nước uống. Ban giám khảo rồi. Ham ăn lắm. Em thấy luôn. Đâu? Ban giám khảo ham uống lắm. Em có mua... Em lại win đó. Anh chị ơi, em xin lỗi tại vì em chưa bóc vỏ tôm. Chửi cho người là anh chị bóc giúp em nhá. Tại vì nếu mà hơi mặn thì em có nước ở trên kia. Anh chị gọi em xuống nhá. Anh đi từ đây. Tôi khổ anh quá. Anh chị ăn táo không anh chị? Anh chị ăn táo không chị? Anh chị ơi. Nếu mà anh còn thì còn nước đây ạ. Còn em còn táo nữa chị ạ. Đây đây. Lấy táo tiếp. Lấy táo. Rửa tay đã. Rửa tay đã. Vỏ táo tiếp. Hai thằng bé này nó nghĩ giám khảo ham ăn ham uống lắm hay sao mà khó chịu quá đất. Trừ điểm. Thử. Ăn. Thử miếng sốt ra. Ngon em. Sao vậy? Chết rồi. Ngon. Sao? Ủa, hồi nãy anh nhớ là anh để hũ đường đây, anh có chỉ em 4 lần là anh để đường ở đây nha mà. Để em đâu? Em có nhớ không? Em nhục và ký ức. Em trời ơi chị ơi, thôi chị đừng ăn đó chị ơi. Nó sẽ... Quên thử miếng thôi. Em lúc đấy là em cho đường vô cái... Nó còn hơi có mùi khét nữa mọi người. Ngon lắm. Ăn cái này khét nó mới ngon. Thấy mấy bà bán ở mấy quán ốc không? Lúc nào sao cả? Khét hết trơn á. Ê, đi đâu hả? Ra kia chơi. Cho mày chết. Cắt đường bố. Cảm giác một cái đứt nhíu lại. Ăn thử đi Đức. Ăn kìa cười lên. Anh chị ăn táo không anh chị? Ơ đừng, đi. Ơ chết rồi, quên mất không xài tun. Ngon miệng nha. Ê, hai cậu làm gì mà cứ quên. Khoan anh chị khoan ăn đã, em xài tun. Xài tun, xài tun, xài tun. Bây giờ mới xài. Xong rồi, ăn bây giờ mới xài tun. Tụi em ơi. Tụi em kể quá rồi. Ăn không hết rồi, giờ tụi em mới xài tun. Đứng không nhớ luôn á. Tức ghê. Một táo hẳn hoi. Bây giờ mình vẫn còn xài được bạn. Tại vì khán giám chưa... À chưa tính. Đúng rồi. Em đổi cái khác được không anh? Tại vì cái này là... Ví dụ như là trong lúc làm thì mình phải xài. Em chưa đọc. Em đổi được không ạ? Không được. Đã lấy là xong rồi.
Nhưng sau chương trình này anh có thể công nhận là hai đứa em rất dễ thương. Là trừng phạt ngây ngô dễ sợ. Gia vị giờ chót loại thẻ là thẻ trừng phạt dành cho đội thứ. Người ta ăn cho hết rồi, bây giờ cậu mới đưa cái bảng gia vị giờ chót. Giờ chót đã hết rồi. Không thì em dùng cái này cho đội em được không? Em rắc thêm đường. Được. Cần đâu? Không cần đâu. Không cần đâu. Đúng rồi, không. Em bỏ đường. Em bỏ đường rồi. Em bỏ đường rồi, tại cái nước này nó thế thôi. Em bỏ đường rồi hả? Em bỏ rồi. Bây giờ tháo này ra đi. Quên. Em bỏ đường rồi. Cái nước này nó chua là nó chua thôi, chứ bỏ đường nó vẫn chua. Là cái nước đó nó chua thiệt. Em pha nước nóng rồi mà nó vẫn chua. Còn miếng này là tôi cho cái anh quay phim bên này để giờ anh quay vô mà anh uống nó miếng ực. Kìa, mình có táo mà mua để không đấy à? Buồn. Ủa mày quên nghi mà. Có táo ăn trái cây là chắc được. Dạ mày quên nghi. Không, nhưng mà em xác nhận một điều là trứng muối bỏ sao tế vô. Anh thử đi Đức. Kìa. Gì vậy? Cái vị nó đã lắm kìa. Mấy anh chị bóc tôm hơi khó. Tao ăn ổn không anh? Ok mày. Anh thử đi. Cậy anh chứ. Bây giờ em gắp cái này vào điện của em cái rồi. Tội của anh là đưa ra những câu hỏi. Bây giờ em muốn làm cái gì cũng được. Mọi chuyện đã xong rồi, em muốn làm gì cũng làm. Rồi bây giờ trong lúc chờ đội giám khảo mình. Quý vị ơi, quý vị, ban giám khảo vẫn chưa gỡ được con tôm đây. Nên mọi người để dưới nha, để họ gỡ xong. Tôi có phát hiện là vị giám khảo này vẫn không chịu ăn con tôm kia, vẫn ăn cái món này hoài nãy giờ. Hai vị giám đang cố gắng gỡ một con tôm. Ê, cố lên mọi người. Cần chín chưa mọi người? Chết cha, tôm chín em ơi, ở trong lõi đó còn sống mà. Chín rồi mà. À, chín rồi. Chín rồi, em nhớ là chín rồi. Trời, cầm con dao. Trời ơi, cậu ơi, dẹp con dao đi. Em cắt tôm cho chị ạ. Em cắt tôm. Cậu đang ngáo ngáo mà cậu cứ cầm con dao như vậy hoài, người ta sợ lắm. Không. Cái này là cục gì? Giò viên nghe. Giò viên nghe. Đưa đũa coi. Nhớ nha mọi người, biết một bí kíp mới, nên bỏ thêm phô mai, sa tế và trứng muối trộn lại với nhau. Trời ơi, cái nách giật. Ủa. Bỏ lên miếng bánh mì ăn. Cả hai đội ơi. Dạ. Rồi thì chúng ta đều đã thử cái món ăn của đội mình và đội đối phương rồi. Thì không biết là bây giờ các bạn có cảm giác gì về cái món của đội mình? Đội em ngon chứ? Nói chung thì trứng muối có vẻ là khó làm nhưng mà mình cũng làm được. Dạ. Miếng này em xin mời anh Nghiêm ăn giọng. Dạ. Đội mình làm sao để nói đây? Nói đi. Anh nói thẳng luôn là anh vẫn đợi miếng táo của hai em. Nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy miếng táo đâu. Em quên. Em cứ cầm con dao, em cứ đi đâu em cứ vậy. Không phải, tại vì Đây khoan. Đây, lần đầu tiên tôi thấy một miếng táo như chó táp vậy đó. Con trai mà. Thấy chưa? Con táo vậy là hay lắm rồi. Cái này nè. Táo NV. Tính không? Táo NV chứ không phải New Zealand. Táo NV không, táo NV thật sự là ngon thiệt. Ui, chúng ta đã lên 5 triệu team và gần 9.000 lượt coi rồi mọi hay người. Quá. Rồi, vậy tập hôm nay nhiều quá. Rồi, bây giờ trước khi tổ giám khảo cho điểm thì chúng tôi muốn nghe nhận xét từ tổ giám khảo về hai món ăn ạ. Xin mời cử đại diện một người để giám khảo cười quá trời cười kìa. Cảm ơn em. Ngày hôm nay thì cả hai đội đều làm món rất là đẹp. Đẹp. Lúc nào cũng đẹp hết, nhưng mà cái vấn đề là món của nhóm đội Đức Ứng với Trần Bình thì còn hơi sống. Còn hơi gì? Sống ạ. Sống ạ. Sống ạ. Chứ như em nói con tôm gì nữa, trong nó còn hơi sống mà. Sashimi. Ăn sashimi đó, giám khảo bậy ghê, ta làm sashimi tôm chua. Còn bên nhóm của chị Khởi My và anh Kevin ngày hôm nay là ăn xong là tụi em nhiễm màu luôn. Hả? Tụi em nhiễm màu luôn rồi. Nhiễm màu hả? Là ừ. Sao? Ý là sao? Và hai người ăn ngon á. Hồi hộp quá. Biết thua nhưng mà hồi hộp. Xin mời các bạn sẽ đẩy cái món mà mình thích hơn lên phía trước ạ. Ôi ôi. Vẫn có một phiếu vote. Phiếu đó là phiếu. Chứng tỏ là ban giám khảo phía bên phải mà áo trắng ăn rất mặn nha mọi người.
ăn rất mặn. Tiếc ở nhà ăn mặn cực kỳ. Nên là cái này ăn rất là ngon và không có vấn đề gì cả. Mà trong khi đó là hồi nãy tôi đã nếm rồi. Anh đã dặn em biết bao nhiêu lần rồi. Anh đã kêu anh để hũ đường ở đây nha. Mà nó chua anh. Tại sao em lại quên bỏ đường? Anh nghĩ phải thử một cái muỗng. Dạ cái gì? Không phải, tại vì nhất là cột tay nó rối anh. Nó không làm được gì nhiều. Rồi đúng. Nó bị giữ hạn thời gian nữa. Em hãy nói cho chị biết là ở nhà em vụng về lắm đúng không? Không sao đâu, chị cũng vậy mà. Ở nhà thì mấy cái việc này thì em làm nhiều lắm. Nhưng mà em làm nhiều là em phá nhiều hơn là sợ. Lên đây thì em muốn cho bạn em làm bao giờ? Làm ở nhà thì em kể chị nghe đi, pha gói mì không? Kêu em pha dùng gói mì. Là không làm gì luôn đúng không? Làm gì luôn. Không, em có làm. Làm gì? Làm ăn. Không, bản thân anh thấy mình không làm được gì, mình nhờ bạn mình làm là cái đó là mình tự lại giúp ích cho bạn mình tốt để mình đỡ bài. Mình bài xong bạn mình nó dọn cũng vậy. Cảm ơn anh đã nói câu nói đó. Ông tôi nói nhớ người ta, còn bà mà bài tôi cho ăn đạp đó. Ok, nè xin lỗi mọi người, bữa nay tôi có lần tự trọng rồi. Mỗi ngày tôi thấy 5-6 cái chén là tôi biết rửa rồi, không để qua ngày thứ hai nữa. Đúng không? Tại bữa tôi rửa mà... Sợ. Rồi, đâu rồi. Nói chung là ngày hôm nay là hai bạn nam mà vừa cột tay. Sao em thử sao? Em chưa thử ạ. Em thử đi. Ờ, em chưa thử luôn. Chữ gì kỳ vậy? Thử đi. Đầu tiên thấy đầu bếp nấu đã xong cho người ta ăn mà. Được. Thử. Mà tỏi mà. Lấy cái miếng, lấy cái miếng trong 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 này nè. Em lấy miếng chua chua thì em lấy miếng tỏi cho ăn nồng á. Được. Thêm ít hành nhá. Ôi. Em ơi. Kiểu chua. Chua đúng không? Hơi chua chua nhưng mà con trai vậy là giỏi rồi. Đi đồ mua đồ ăn là quá giỏi rồi. Kìa mấy bạn hỏi kìa Bình ơi, táo ngon Bình. Ngon. Táo hơi bị ngon. Táo là rất ngon nha, nhớ nha, lựa MV được. Nhưng mà cắt đi, được cắt. Mấy bạn nói lúc mà hai bạn đổ nước mắm cho là thấy nghi rồi. Ủa hai nãy có đổ nước mắm không? Có ạ. Có mà, đổ nước mắm thơm lừng luôn á. Bọn em tận dụng hết gia vị của nhà bếp ạ. Thật, bọn em kiểu như là bọn em phải dùng con gì thôi. Đệ tử của em, đệ tử của em chỉ bỏ nước mắm muối bột nêm thôi, không bao giờ bỏ đường. Giống em hả? Có bỏ đường. Nãy giờ chị chỉ một cái kiếp nữa. Lúc sau mới bỏ đường. Em phải pha một chén nước mắm đường, rưới lên con tôm là xong. Là nó có đường, hiểu không? Hợp lý à. Ừ, nãy giờ em chịu bỏ vô. Rồi, bây giờ trời. Các bạn có cảm nghĩ gì về chương trình ngày hôm nay? Có vẻ mặt hơi căng thẳng và lo lắng sau món ăn, sau khi nếm thử món của đúng mình à, đúng rồi. Kiểu nay thì em với Đức rất là vui vì tham gia chương trình cặp đôi cặp đi. Cặp đi với anh Khánh và chị My. Thì tôi lần đầu tiên em làm món đúng rồi, lần đầu tiên luôn, anh biết mà. Đây lần đầu tiên luôn, không biết ai đưa cái món khó cũng chết. Mà xuống hai đây cái món này thì rất khó nha quý vị. Ba con tôm. Nó kiểu chả còn gì ngoài. Tự dưng xui xui sao, tự dưng bị cột tay khó nấu à? Không phải cột tay, có ba cái tay lận. Cột tay. Xui xui là sao? Có ba cái tay kia mà giúp được thì cũng vui. Tôi rút cái đó rồi tôi hại. Cái táo còn gì nữa? Cái xui xui là sao mà tôi xui hả? Ờ, cái đó là bị hại. Cái đó là bị hại đúng không? Nhưng mà bạn này hơi hiền. Không, bạn dễ thương. Lên chương trình vẫn còn dèm đội địch lắm chứ không chị mà. Không, nói chung là anh ấy Đức ứng dễ thương lắm, cầm dao mà đi vòng. Ừ. Anh mốt cũng không có nên vậy nha chưa. Mà tâm đi ly nha, cầm đi nha. Nguy hiểm lắm á. Anh chị em còn táo đợi xíu. Tôm chín chưa, chín chưa? Chín chưa? Mà nó cầm dao. Nó cầm cái nó lủi tay. Nhìn kiểu muốn chết. Chương trình này là ngày hôm nay đội khách mời là đặc biệt nhất. Thấy không? Một đội khách mời rất là đoàn kết. Rất là hay chửi nhau. Rất là nam tính. Rất là nam tính nữa. Tại vì thường thường các mà nhóm khác mà lên TV là không bao giờ chửi nhau, lúc nào cũng giữ hình tượng hết. Riêng nhóm này em rất là thích có một cách là thích thì chửi thôi. Giống như chồng em vậy. Thích thì chửi, không thích thì chửi. Dạ. Nói chung là cảm em coi. Ngày hôm nay cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ. Mong rằng qua cái mùa đại dịch này, chương trình Cặp Đôi Cặp Đi sẽ có mùa mới. Sẽ có dịp mời thêm hai bạn nữa, lần sau thì Đức ứng sẽ quậy hơn xíu nữa. Dạ, lần sau em sẽ nấu rồi chị.
Lần sau em sẽ nấu hả? Nước có lần sau nấu. Bỏ cái chương trình nấu ăn này cho mùa sau nha. Mùa thứ ba là mình vật lộn nên anh nghĩ là từ nay tối nay đi về đi. Qua ngày mai đi tập tạ là vừa. Tập gym, tập gym. 6 giờ tối nay phòng tập gym đóng cửa rồi. Đi ra ngoài công viên tập tạ. Để có gì mùa sau rồi anh em mình vật lộn với nhau nha. Okay, cảm ơn mọi người ngày hôm nay rất là nhiều. Dù mạng rất là giật lát nhưng mọi người vẫn xem gần 10.000 lượt xem. Mừng quá. Mừng quá, hơn 5 triệu tim và cảm ơn ban giám khảo ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Các bạn nhớ xem, bắn tim và nhớ chụp lại những khoảnh khắc hay nhất để lại những cảm xúc tuyệt vời nhất để chúng ta có thể nhận quà từ chương trình Cặp Đôi Cặp Đi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye. Hay quá, cảm ơn mọi người. Thank you, cảm ơn các bạn. Dễ thương. Cảm ơn mọi người.